Người cung Khôn mảnh thổ xây nhà năm 2020 hướng Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh được lộc trời cho giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Như quý vị đã biết, xây nhà là một trong những việc lớn nhất của đời người. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm để xây được một ngôi nhà ưng ý, đầy đủ và hợp với mình là điều vô cùng quan trọng. Đây cũng là điều mà chương trình Phong thủy may mắn mong muốn được giải đáp cho quý vị. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để có thể xây dựng trong năm 2020, cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu cho người mệnh Khôn thổ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì ta xét đến những người mệnh Khôn thổ về nam mệnh, bao gồm những người sinh năm 1926 Bính Dần, 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Ngọ, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 2025 Đinh Tỵ, 1923 Quý Hợi, 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Bính Thân, 2013 Quý Tỵ, 2022 Nhâm Dần. Đối với nữ mạng bao gồm những người sinh năm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ và 2023 Quý Mão. Về phương vị, người mệnh Khôn thổ có bốn hướng tốt, đó là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, và bốn hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Mời quý vị và bạn cùng theo dõi cát hung của từng hướng với những người mệnh Khôn thổ và cách hóa giải. Về hướng Tây Nam gồm ba sơn, mùi Khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc, nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy về việc chọn tuổi động thổ, xem ngày động thổ và bố trí các phòng ban hợp lý chi tiết để phù hợp với tất cả những người trong gia đình, giúp hóa giải những vận hạn xấu cho người mệnh Khôn. Với những người mệnh Khôn xây nhà vào hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị sao trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Giao hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vắt rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét sang hướng Tây thì gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Người mệnh Khôn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được thiên y thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Còn về hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung hỏa kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 sẽ rất gắt. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Người mệnh khôn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diêm niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ yếu hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diêm niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét sang hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên vào năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tỏa thân hướng Dần thì không nên xây mới. Hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Ngoài ra quý anh chị cũng nên lựa chọn cho mình một thầy phong thủy giỏi để có thể tư vấn chi tiết cho mình, từ xem ngày động thổ, lập hồ sơ phong thủy, tư vấn bố cục và cách sắp xếp vị trí các phòng ban, đồ đạc trong nhà để thu được sinh khí tốt nhất. Người mệnh khôn ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, tham quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, nhà tọa Dậu hướng Mão còn phạm vào mộ long biến vận nên để sang năm 2020 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Còn trong trường hợp muốn xây cần phải được sự tư vấn chính xác từ chuyên gia phong thủy. Người mệnh khôn mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chén chảnh theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần lưu tâm đó là hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người mệnh khôn mà xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy những người thuộc cung khôn khi mà xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để có thể hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách
treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn của thầy phong thủy để hóa giải cách cục nhà không vướng. Về hướng nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tỏa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Người mệnh khôn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ mệnh khôn đang ở nhà hướng nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, đó là gương bắt quái tinh cầu, và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm vào mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây chọn vào tháng cát lành, đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng tuất không phản sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người thuộc cung khôn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi nuôi ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp người mệnh khôn thổ đang ở nhà hướng đông nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây ta vừa xét về cát hung cho từng hướng nhà và cách hóa giải. Còn việc chọn tuổi nào động thổ đẹp trong năm 2020, chúng tôi đã giới thiệu cho quý anh chị ở những video trước. Các bạn hãy truy cập vào kênh Phong Thủy May Mắn để tìm hiểu. Tiếp theo chương trình thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi cách bố trí góc phòng ban và việc lựa chọn màu sắc phù hợp cho người mệnh khôn. Chọn hướng cửa nhà cho người mệnh khôn, nếu lấy tọa đông nam hướng tây bắc trường tồn bền vững, tọa đông bắc hướng tây nam thì bình ổn, tọa đông hướng tây sức khỏe, mau lành bệnh, hoặc là tọa tây nam hướng đông bắc phát triển. Màu cửa hợp với người mệnh khôn đó là vàng, nâu, xám, xanh lá, đỏ, cam, tím. Chọn phòng ngủ và hướng để đầu khi ngủ nên chọn hướng tây nam, tây bắc, đông bắc và tây. Hướng đặt bếp, miệng bếp tốt nhất là ở hướng đông bắc. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa thì nên chuyển hướng cửa bếp sang phía tây, như vậy sẽ giúp cho người đó mau lành bệnh hơn. Chú ý chọn hướng nhà và hướng cửa nhà được xem cho đàn ông trụ cột gia đình, còn hướng bếp, hướng cửa bếp, hướng giường thì xem cho đàn bà. Hướng bàn làm việc cho người mệnh khôn đó là quay lưng hướng tây nam, mặt hướng đông bắc. Màu sắc phong thủy hợp với người mệnh khôn đó là hỏa, màu đỏ, tím, cam, thổ, màu vàng, màu nâu cà phê. Màu sắc kỵ đó là mộc, đỏ xanh, da trời, xanh lá. Còn về kim thì vàng kim và trắng. Màu trung tính, thủy đó là đen và xanh lam. Màu khai vận đó là màu vàng trong ngũ hành. Trong thổ có kim, màu sắc có thể làm tăng thêm vận khí, đó là màu vàng. Màu nâu tiếp theo là màu vàng kim và màu trắng. Màu duy đó là màu xanh lục và màu xanh lam. Con số khai vận 0 và 5. Con số duy đó là 3 và 8. Con số thích hợp trong xây dựng 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 và 31.
việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của cả một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành thì ta sẽ đến các yếu tố sau. Về thái tuế, khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu làm nhà trong năm 2020 năm Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không xây được, do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng phạm vào thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020, trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm vào. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Nam có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây mới. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi xây mới hay sửa chữa để được cát lành nhất. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát và tai sát, chúa tể của âm khí chết chóc của bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thìn sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Và năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam không nên xây mới trong năm 2020. Về cách tính lực sĩ, Hợi Tý Sửu lực sĩ tại Cấn, Dần Mão Thìn lực sĩ tại Tốn, Tỵ Ngọ Mùi lực sĩ tại Khôn, Thân Dậu Tuất lực sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh, ngũ hoàng là đại sát tinh chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020 ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến những nhà hướng Đông, năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà. Năm giáp kỷ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn Tỵ, tức là tháng 3 và tháng 4. Năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2020 không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và nhà hướng Đông tọa Dậu hướng Mão không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Về Mộ Long biến vận sát, phạm Mộ Long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm Mộ Long không hóa giải được, chỉ có cách đợi tháng nào có cát tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận. Ví dụ, năm Kỷ Hợi xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, Long Mạch từ Tý đến. Long Tý đem đối chiếu với bảng hồng, phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tại Thìn. Xét năm Kỷ Hợi lấy ngũ thử độ thì ta khởi Giáp Tý. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc bằng với Mộ Long là tốt. Hành của Mộ Long bằng sinh nhập và khắc xuất với nạp âm năm tháng ngày giờ là tốt, sinh xuất và khắc nhập là hung. Vào năm 2020 Mộ Long tại bốn sơn Càn, Hợi, Đoài, Đinh, vì vậy những nhà hướng Đông Nam tọa Càn hướng Tốn, tọa Hợi hướng Tỵ không xây mới, nhà hướng Tây tọa Mão hướng Dậu không xây mới, nhà hướng Bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để có thể tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà vào năm 2020 được cát lành và may mắn. Tiếp theo đó là không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng cửa nằm sát với đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng đục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tục xảy ra. Người ta gọi là lạc quái là tiện cục. Tiếp theo đó là không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau: Bính Thìn, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Ất Hợi, Quý Sửu, Bính Dần.
nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng miệng tiếng thị phi khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ sẽ bị bôi bẩn hoen ố, nhà này gọi là bại cục. Sửa nhà cơi nới, ngoài các yếu tố trên thì chú ý thêm không được sửa vào năm nhị hắc đáo hướng, đó là hướng nam vào năm 2020. Trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng không được khởi sự, đó là Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, Mộ, Long tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn được thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy Gia Cát về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn đời trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc tuổi gì, mà hãy làm xem mảnh đất nhà mình định làm được hướng bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ. Sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để có thể đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên là còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích, ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.